Chào mọi người, mình là Trung, mấy kênh cần câu nhập bãi nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay lại mấy cái cần này. Đấy, cho mọi người lựa nhé. Đầu tiên là cái cần này. Sản xuất năm 2014 luôn. Cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 85-90%. Đấy. Cái cần này á là hình như là hàng China xuất Nhật nha mọi người. Đồ của mình thì mọi người biết rồi, toàn bãi Nhật về thôi. Nên hàng này hàng toàn xài ở bên Nhật, China hay là các nước khác đều là xuất Nhật nha mọi người. Đây. Dàn phan của nó đây. Bên ngoài thì hơi han rỉ nhưng mà bên trong vẫn còn gốm đá nhưng mà vẫn trượt cước được bình thường. Mọi người về đánh mấy cái này đi, xong thì ưng quát lớp sơn chống rỉ lên này là được đó. Nếu mình đi cao thì muốn thẩm mỹ thì mua đồ mới, còn không thì đồ bãi. Mọi người về phải chịu khó vệ sinh nhé. Đọc này rồi, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng tất cả, 4 lóng, bắt này, cần này dài 3,6 m, thu vào là 1,06 m nha mọi người, đọt là 2 ly, cân nặng là 200 g, đây là cái số một, cây này bán 200. Số 1 200 nha mọi người. Tiếp theo là một cây cần Olympic. Cần Olympic nha mọi người. Cần này chất liệu là phíp. Đây, Bass Fuji FX6. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đây, dàn phan của nó. Phan của nó còn khá là ok nha mọi người, khá là ok, còn đầy đủ đồ. Chỉ có là cái viền bên ngoài này nè. Viền bên ngoài này nó hơi bị bột. Hơi bị bột thì cái này rất là dễ xử lý. Đó là về là một lần mọi người nhỏ cây 502. Không thì mọi người quát đường keo AB quanh vành này là nó đẹp rồi. Đấy, hoặc là mọi người dùng cái sơn bóng á, sơn bóng á, mọi người sơn qua đây là nó sẽ giữ lại cái này là rất là đẹp. Đấy. Xử lý những cái này thì rất là dễ. Đọt, đọt, mảnh này, đấy, 1 lóng, 2 lóng, đấy. 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7 lóng nha mọi người, 7 lóng tất cả, 7 lóng tất cả. Đây. Cái cần này dài 5 m, thu vào 85 cm, đọt là 1,2 ly, cân nặng là 300 g. Đây. Cái này cây số 2. Đây. Cái này hôm nay bán cây Olympic này khuyến mãi cho mọi người. Cây này mình bán giá 280.000. 280.000 nha mọi người, 280.000. Giá khuyến mãi. Tiếp theo là một cái cần Olympic tiếp. Cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Đây, bát nhựa. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đây, dàn phan. Chỉ có nứt sơ xí dưới này nè. Nứt là nứt cái nhựa dưới này nha mọi người. Đây, thì mọi người về nhỏ keo hoặc là quấy xí AB vào đây. Đấy. Cái này thì còn ok. Đây, còn hai cái khoang này bị nứt trên đầu này. Đấy. Dán xi AB vào đây, rồi nhỏ xi keo là được nhé. Này. Cái đầu bu của nó là Fuji luôn này. Đấy. Đọc nha mọi người. 1 lóng,
hai lóng, ba lóng tất cả, ba lóng tất cả. Cần dài 2m4, thu vào 88cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 180g. Cây này cây số số 3. Số 3. Này. Cây này mình bán 120 nghìn. 120 nghìn nha mọi người. Mọi người chờ mình tí. Dán lại cái bút lên nha. Trên này cho mình gỡ cho nó dễ nha. Tiếp theo cái cần thứ tư này, cái cần nội địa Nhật này không biết này, tên của nó thì mất tên rồi đấy, nó còn cái tên nó mờ mờ vậy thôi đấy, chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp, ngoại hình đây bát FS6, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 85% đây, dàn phan đây này, dàn phan chỗ này vẫn có nứt ra, người ta đã dán keo rồi nè, nứt ra người ta đã xử lý, người ta dán keo như thế này là xài ok rồi nha mọi người, dán keo như thế này là xài ok rồi. Chẳng qua nếu như mọi người kỹ tính về tính thẩm mỹ, ưng cho nó đẹp nó đồ thì mọi người quan tâm, chứ còn sử dụng như thế này là đã sử dụng được rồi, dán keo lại chắc cú luôn nha mọi người. Thật với mọi người, chẳng qua cái này không phải là do người ta cao cá mà nó nứt ra đâu, mà chẳng qua theo thời gian á, cái nhựa nó có độ co giãn nên nó nứt thôi. Đọt một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng, cái cần này dài 5m2, thu vào 99cm, đọt là 1,6 ly. Ủa phải không ta? Ừ đúng rồi, đọt 1,6 ly, cân nặng 340g. Cây này cây số 4. Cây này bán 230 nghìn. Số 4 230 nghìn nha mọi người. Số 5 là một cái cần này China xuất Nhật nha mọi người. Cái này China xuất Nhật đây. Mọi hình cũng còn khá là ok. Cần này cũng còn được khoảng 85%, chất liệu là phíp. Đây, dàn phan của nó còn đá ok nha mọi người. Đấy này, còn đá ok luôn. Dàn phan như thế này là ngon rồi đây, đọt này. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người. Này, có cái phan này, có cái phan cuối này nó hơi chèo chèo, về lấy kìm nắng là tí nha, chèo chèo qua bên tí về nắng ra. Bát của nó là bát trượt này. Cái cần này dài 4m rưỡi, thu vào là 1m03, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 620g. Cần này số 5. Cần này bán 201. Số 5 201 nha mọi người. Số 6 là một cây cần kim tên. Cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng
80%. Đây, dạng phan kim loại. Phan kim loại còn ok. Mọi người về đánh nè. Cái này bị hoang xanh xanh rồi thôi. Về đánh ra là nó mượt lại nha mọi người. Đánh ra là nó mượt lại ngay à. Đấy. Đọt này. Một lóng. Hai. Ba. Bốn. Năm. Năm. Đây nha mọi người. Chỗ này thì người ta dùng có bị kê màu mẻ một tí nhé. Màu mẻ một tí do cái này. Này nó tụt xuống này. Màu mẻ một tí. Không sao nha mọi người. Tại vì ở đây này. Ở đây nó có cái vành sắt này. Nó là giữ cố định cái ống này rồi. Đấy. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm lóng. Bát bát vặn này. Đấy. Bát vặn cứng ngắc này. Cái cần này dài 4m3. 4m3. Thu vào là 1m03 nha mọi người. Đọt là 2 ly, cân nặng là 300g. Cân nặng 300g nha mọi người. Con này con số mấy ta? Số 6. Cái này số 6. Số 6. Cái này bán 150.000. 150.000 nha mọi người. Đấy, 150. Số 7. Số 7. Đây. Cái cần này. Cái này cũng nội địa Nhật đây nha mọi người, nhưng mà cái tem nó bị mất rồi. Không rõ là cái hãng gì. Đây. Chất liệu là phíp nha mọi người. Bát FX5 này. Đây. Đây. Dàn phan của nó này. Phan mới tanh luôn mọi người. Phan mới tanh luôn. Đọt này. Đấy. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng. Bốn lóng. Năm lóng. Sáu lóng. Bảy lóng nha mọi người. Bảy lóng. Càng này thì ngoại hình, ngoại hình của nó khoảng 85% nha mọi người. 85%. Thì cái dàn phan còn mới toanh mọi người. Dàn phan mới toanh luôn. Nhìn thấy thật. Cái cần này dài 5m2, thu vào là 90cm, đọt là 1 ly, cân nặng là 400g. Cái này cây số 7. Số 7. 170.000. Số 7 170.000 nha mọi người. Ồ. Số 8 là một cái cần cùng hãng với cái cần lúc nãy luôn. Đây. Cần cùng hãng với cái cần lúc nãy luôn mà bát FX5 này, nhưng mà cái cần này thì size nhỏ hơn, size nhỏ hơn. Cái cần này ngoại hình tới 90% mọi người. 90-95% ấy, rất là đẹp. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Dàn phan cũng đẹp luôn. Ủa cái này phan inox hay sao? Phan inox hay. Này. Dàn phan rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Đầu này. Ủa. Đấy. Mạnh hơn, cái này mạnh hơn. 1 2 3 4 5 5 lóng. 5 lóng nha mọi người. Đấy, cái cần này dài 3m8 này, thu vào 92cm. Ồ, 92 không? Ờ đúng rồi, mới dài hơn kia. Thu vào 92cm. Đọt là 0,7 ly, cân nặng là 200g.
Cây này cây số số 8. Số 8. Cây này bán 160.000. 160.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 9 là một cây cần Shimano, cần này rất là mới nha mọi người. Chất liệu là phíp Shimano. Đây. Shimano. Đấy, ngoại hình của cây cần là khoảng 90%. Đấy, 90%. Đấy, dạng phang thì có cái phang hư, phang mắc đá. Đây, về thay một cơ số phang, cái này bể đá nữa nè. Đấy. Về thay một cơ số phang, còn không có mọi người ưng cái thể loại phang khác thì mọi người thay cái thể loại phang khác nha mọi người. Đấy. Đọt của nó đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng, bảy lóng nha mọi người, bảy lóng, bảy lóng tất cả. Bảy lóng. Cái này dài 5,9 nè, thu vào là 1m nè, đọt là 1,7 ly nè, cân nặng là 520g. Cái này cây số số 9. Số 9 nha mọi người. Số 9. Cái này bán 220.000. 220.000 nha mọi người. Tiếp theo, cây số 10 là một cây cần Olympic. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Bát Fuji FX7, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng được 80-85%. 85% á. Đây. Mấy cái hai phang này mắc đá coi như hư rồi, còn này còn đá này. Còn đá bị nứt đây này, có thể tận dụng được nha. Đây, đầu bu. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Cái cần này dài 4m, thu vào là 1m1, đọt là 2,9 ly, cân nặng là 340g. Cây này cây số 10. Số 10. Cây này 170.000. Số 10 170.000 nha mọi người. Số 11 là cái cần này. Cần này của thằng Daiwa, cần Daiwa nha mọi người. Đây, cần Daiwa đây. Cần Daiwa, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 85%. Đây dàn phang của nó. Dàn phang của nó. Đây, có cái này bị mắc một cái phang. Rồi. Đầu bu của nó thì nó bị dập, đầu bu của nó bị dập nha mọi người, về thay cái đầu bu khác. Thay cái đầu bu khác nhé. Đầu bu một cái phang này nó bị mắc này. Mọi người về gỡ cái đầu bu ra là nó sẽ tụt được cái phang này ra. Lấy cái đầu bu ra thay cái đầu bu khác nhé. Đây, đọt của nó thì khá là mảnh dễ. Đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm, sáu, bảy, bảy nha mọi người, bảy lắm tất cả. Cái cần này dài 5,3 m, thu vào là 88 cm, đọt là 85 ly, quay 0,85 ly, cân nặng là 260g. Cái này cây số 11. 11. 150.000. 11 150.000 nha mọi người. Số 12 là một cái cần nội địa Nhật đây mà giờ chữ cái tay nó cũng tróc hết rồi. Chắc
chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp, phíp carbon mà rằng rằng đi ta, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%, 90% hơn. Đây dàn fan của nó còn ok này, fan của nó còn ok, tabu này, đấy, tabu này chắc người ta hình như tabu nó khác khác so với cái bộ này, đấy. Đọc một lắm, hai à, nó mắc mất một cái fan vô này nha mọi người, mắc một cái fan vô này, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng, sáu lóng nha mọi người. Nhắc đi nhắc lại là nó mắc một cái fan đầu bu xong xuống đây là cái fan này fan thứ tư nha mọi người, không tính đầu bu, cái fan này fan thứ tư từ trên xuống. Cây cần này dài 4m4, thu vào là 90cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 260g. Cây này cây số 12. Cây cần này là cần đai hoa nha mọi người. Cần này là cần đai hoa, cái đế này chỉ có thằng đai hoa thôi. Cái đế mà đế như thế này là chỉ có cần đai hoa thôi nha mọi người. Đây này, lúc nãy cái cần số 11 là cần đai hoa cái đế này này. Cái này cần đai hoa nha mọi người. Đấy. Cái này bán 190.000 nha mọi người. Tiếp theo. Tiếp theo. Số 13. Đây. 13 là cái cần này. Cần này chất liệu là cái gì ta? Cần này chất liệu phíp nha người. Cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90-95%. Đấy. Cái chữ hơi tróc chữ tí thôi. Đấy. Bát là Fuji FS6 này. Dàn fan này. Fan thì có chỗ này bị đứt này. Đây, chỗ này cũng đứt này. Đấy. Nứt đứt. Đây, một cái này mọi người về gia cố keo là vẫn sử dụng được nhé. Đây, đọt. Một lóng, hai lóng. Ba lóng nha mọi người, ba lóng. Cần này dài 1m3, cần này dài 3m, thu vào là 1m1, đọt là 2,8 ly, cân nặng là 220g. Cái này cây số 13. Cái này bán 200. 13 200 nha mọi người. Tiếp theo, số 14 là một cây cần rất là đẹp luôn, phóng đẹp, chỉ có hơi bị xước một tí chỗ này thôi. Đấy. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này thì khoảng 90-95% trở lên đấy. Này, bị nứt ba cái chỗ này, thì mọi người về dán keo vào nhé, dán keo vào. Đầu bu Fuji này, đầu bu Fuji này. Bát Fuji này. Đấy. Tóc tem này chứ cái cần này chắc cũng danh tiếng lắm này. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng tất cả. Ba lóng tất cả. Cái cần này dài 2m4. Thu vào là 92cm,
độc là 2,4 ly, cân nặng 180 gram. Cây này cây số 14 160.000, 160.000 nha mọi người. Tiếp theo cây cần số 15 này, số 15 cái cần này người ta cũng cột lại cái, người ta cột cái này là cần tay nha mọi người, cần tay nhưng mà người ta chế thành cần máy này, chế thành cần tay trợ máy này. Đấy, bát Fuji FS6 này, dàn phan khá là đẹp này, dàn phan khá là đẹp nha mọi người. Đó, người ta thay dàn phan khá là đẹp, cần tay nhưng mà chế thành cần máy. Đấy, người ta thay cái độc này. Đấy, hộp này, người ta nối độc chỗ này đây. Đây, chỗ này nối độc này, dán cứng ngắt luôn, dán cứng luôn rồi. Đấy, dán độc, có đoạn độc người ta dán lại thành một khúc, hai khúc. Đây, cái đoạn chỗ này thì nó lại rời nhé. Ba khúc, bốn khúc, năm khúc. Nói chung là nó dán cũng không thứ tự lắm nhưng mà tính ra là được 5 khúc. 5 khúc không bằng nhau nha mọi người, 5 khúc không bằng nhau. Đấy, đọc. Ok, đọc chỗ này rút ra đoạn 5-6 khúc không bằng nhau. Cái cần này dài 3,5 m, thu vào là 1,04 m. Độc của nó là 0,8 ly, cân nặng là 160 gram nha mọi người. Cây này cây số 15. Cây này bán 120.000, 120.000 nha mọi người. Sáu là một cái cần Ryobi. Đây, bát Fuji FS6, cần này chất liệu là phíp, họa hình ngũ khoác. Cái cần này khoảng 95%. 95%. Rất là đẹp luôn. Dàn phan này. Đó. Ok chưa? Phan còn ok luôn. Đấy. Tay này nè, tay này vành nó nhỏ, người ta không có gắn đá, người ta làm inox trơn luôn nha mọi người. Đấy, đọc của nó. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 4 lóng tất cả. Đây, Ryobi. Cái cần này dài 3 m, thu vào là 86 cm, độc là 0,8 ly, cân nặng 140 gram. Cần này cần số 16. Cần này bán 250.000, 16 250.000 nha mọi người. Số 17. Số 17 này cũng là một cái cần cũng có chế rồi, gắn bát Fuji FS6. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người, chỗ này không biết cái gì trong này đây, chắc là nối đọt, nối ống nha mọi người. Chỗ này chắc là người ta nối ống này, nối ống xong rồi người ta dán keo, xong người ta quấn thêm lớp bằng keo bên ngoài nên nó rất là chắc nha mọi người. Đấy, mình bẻ rất là chắc. Đây, đọt của nó, đọt của nó thì người ta gắn cái đọt này này. Chỗ này không biết người ta dán cái miếng nhựa này để làm gì, mình chưa hiểu ý nghĩa nha mọi người. Đấy. Đấy, đọc của nó vẫn ok nhé. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 3 lóng. À, chỗ này nữa này. Chỗ này nó bị, không biết nó bị gì không. Có khi bị mẻ, bị nứt gì chỗ này, người ta đã dán cước cố định nè nha mọi người. Người ta đã dán cước cố định rồi. Mình cầm vẫn thấy ok, mình bẻ năng rất là ok nha mọi người. Đấy. À, quay cho mọi người coi lại cái dàn phan chứ. Dàn phan của nó này. Đứt này, đứt này. Đấy. Chỗ này thì hơi đứt ra rồi. Đấy nha mọi người.
xử như thế nào đó thì mọi người xử. Cái cần là dài 2,5 m, thu vào là 1,19 m, đọt là 1,02 ly, 1,2 ly, cân nặng là 160 g. Cây này cây số 10 17, 130 nghìn, 17 130 nghìn. Tiếp theo số 18 là một cây cần tay. Cần này của thằng gì đây? Cần này thì như cái thằng của thằng gì hiệu con cá đây, nhưng mà hiệu con cá đây quên cái tay mất rồi. Cái cần này của thằng gì hiệu con cá mình quên mất tay rồi. Cái gì ta? Ibisu đúng rồi. Ibisu á. Cần này cần tay nha mọi người, chất liệu là phíp. Màu hình của cái cần này khoảng 85-90%. Đây, đọt của nó đây. Khá là mạnh dẻ nha. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Ba lóng. Cần này dài 2,4 m, thu vào là 90 cm, đọt là 0,6 ly, cân nặng 80 g. Cái này cây số 18. 18. À, báo 100. Tiếp theo. Số 19 là cái cần này. Đây. Kuten này. Cái này hình như là China xuất Nhật. Đúng rồi. China xuất Nhật nha mọi người. China xuất Nhật. Cần này còn rất là mới. À, ngoại hình của nó khoảng 95%. Chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy. Hai dòng phan của nó đây. Đá đít đầy đủ. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng. Ba lóng nha mọi người. Bắt vặn này. Cần này dài 3 m, thu vào là 1,02 m, 1,08 m chứ quên. Đột là 2,2 ly, cân nặng là 200 g. Cái này cái số 19. Cái này bán 140 nghìn. 19, 140 nghìn rồi. Số 20 là cái cần này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 95%. Đây. Dạng phan của nó đây. Đọt. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng nha mọi người. Đây. Cái này bát nhựa nha mọi người. Dài 2,7 m, thu vào là 1 m, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 200 g. Cái này cây số 20. 100 nghìn. 20, 100 nghìn nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đồ cao thì mình sẽ ship code, đơn hàng từ 200 ngàn trở lên mình sẽ ship nha mọi người. Và mọi người lưu ý là trước khi nhận hàng, mọi người phải mở hàng để kiểm tra cẩn thận xem có bị lỗi gì không hoặc là sai sót gì không nhé. Và alo cho mình giải quyết ngay lúc đấy luôn. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà nhận hàng rồi với báo nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.